nguy hiểm lắm rồi. Lũ sâu nó lại kéo vô phá hoại vườn rau của Dr. Khỏe rồi kìa. Hả? Cái bọn sâu lì này thiệt là bực mà. Dr. Khỏe đừng bực bội hại gia, để con đi giải quyết giúp cho. Ôi cải trắng ơi, em có làm được không? Tụi nó đông lắm, nguy hiểm lắm đó. Trời, bọn chúng mà gặp em, em tung một cước bên trái, em tung một cước bên phải, em cho thêm một chỏ là tiêu hết. Ôi trời, cải trắng mạnh dữ vậy ta. Vậy thì bây giờ em ra ngoài đó cứu các bạn liền đi, chứ nếu không nó luộc sạch vườn rau của Dr. Khỏe luôn đó. Tuân lệnh, em đi đây. Sau kia, người buông chiếc lá kia xuống. Tàn á thì sao? Người ra đây định làm gì ta? Ủa, người ra đây làm gì ta? Ê sao, ta đố người, ta ra đây để làm gì hả? Trời, Dr. Khỏe kêu người ra đây đấm lưng với lại đút lá cho ta ăn. Ta là thú cưng của Dr. Khỏe mà, người phải chăm sóc cho ta. Vậy thì sao? Cái gì vậy? Chăm sóc thư cưng của Dr. Khỏe nè. Không thấy sao, chị còn hỏi. Trời ơi, cải trắng ơi là cải trắng, hồi nãy em xung phong ra ngoài này để diệt trừ sâu bọ, vậy mà bây giờ em trở thành nô lệ của chúng rồi kìa. À, vậy hả? Sao em quên mất tiêu vậy? Đồ mất trí. Phần trạng thái không ổn chút xíu nào hết đó. Dr. Khỏe, bây giờ phải tìm cách tăng cường trí nhớ cho cải trắng đi, chứ nếu không về lâu về dài, cải trắng mang Dr. Khỏe đi bán luôn không chừng đó. Không được rồi, ta phải nhờ Nghệ giúp đỡ vậy. Nghệ đây, Nghệ đây. Coi Nghệ đây, Dr. Khỏe ơi. Chào em Nghệ, đẹp cho da, tốt cho dạ dày. Ê, giờ thì hãy nói em tốt cho trí nhớ đi. Ý, làm gì mà có vụ tốt cho trí nhớ nữa. Không tin, chị không có nói được đâu. Tin đi Dân Trang à, Nghệ vốn tốt cho trí nhớ thật đó. Ừ, thì bây giờ Dr. Khỏe giải thích cho Vân Trang biết, Vân Trang thấy đi, Vân Trang mới tin được chứ. Chị Vân Trang biết rằng em rất giàu chất curcumin phải không? Ừ, đúng. Thì sao chứ? Curcumin vốn không chỉ tốt cho dạ dày mà còn tốt cho não nữa Dân Trang. Nó giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ đó. Wow, bây giờ Dr. Khỏe nói thì Vân Trang mới biết là curcumin tốt cho trí nhớ đó. Vì vậy, dùng Nghệ sẽ giúp bảo vệ thần kinh, ngăn ngừa các rối loạn thần kinh, bao gồm Alzheimer tốt lắm đó. À, người ta nghiên cứu rằng mỗi ngày dùng 1 gram bột Nghệ thì sẽ tăng khả năng ghi nhớ tốt hơn là bình thường. Ừ, Vân Trang nhớ chứ. Vậy là bây giờ từ nay về sau Vân Trang sẽ bổ sung tinh bột Nghệ vào mỗi buổi sáng của mình. Bởi vì Vân Trang sợ lắm, sợ một ngày nào đó mình quên là mình đẹp mất. À, chị Vân Trang mất trí nhớ rồi, Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe ơi. Nghệ này, em đừng có chọc chị chứ.